nhưng mà quan trọng là hát không nghe. Là hát sao cho nghe đi. Em nói cái giọng thiệt, em y chang con gái luôn, cho con này nó sợ. Em giọng, nói giọng thiệt luôn. Giọng thiệt luôn hả? Không, cái giọng này là giọng thiệt của tôi nè. Trời ơi. Còn cái giọng này là không có. Giọng này không chứ. Trời ơi, anh nhớ nhớ. Ủa này, bà cũng làm được phải không? Tôi cũng làm được hả? Ừ, bà khó hả? Trời ơi, bà tuổi gì với tôi? Tôi có cái trái khác nó bự hơn nó phải không? Bây giờ đây bà sân si với tôi, con này nó mới vô mà nó sân si với em là chị. Trời ơi, chị có nói với mày là tao muốn quánh mày à? Trời ơi, mày thấy chưa? Kêu mẹ ra đây muốn lật tay lỗi chị nè. Ngày mai mẹ tôi ghé. Ok. Mai chị chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị. Trời ơi, nhưng mà cứ hỏi cái nào bà giặt chưa? Sao bà đâu ăn hả? Bà không biết thôi chứ ngày nào tôi cũng giặt hết trơn á. Cái hôm đó mong bà giặt chưa? Chưa. Cái hôm đó mong mày đi chưa giặt thì bắt mới gì tới bà. Bà hình như là gần hết Tết rồi, tôi nghe mày hút kiểu vậy. Trời ơi, chị hút kiểu đó hả? Cái đó không phải là cái quần đồ mong của tôi đâu. Trời ơi, cái đây là cái áo ngực của tôi đó. Ủa, chị này nói bà không nói bà không nắp hả? Bà, chị nói bà này không nắp. Con đi bước ra đây ba mặt một lời. Em nói chứ, em mới chị nói em nhỏ hơn á, đúng không? Chị cầm cho em. Chị em quậy dơ bữa nay, em quậy dơ bữa nay với nó, mày bước ra đây. Hồi nãy giờ không có nói gì hết trơn á. Hồi nãy giờ có biết cái gì đâu, tự nhiên nói tự nhiên đưa cái đồ của chị vô, nó nói là đi về không biết gì đâu. Tao nghe rõ ràng nó xui nha. Nó xui cho mày, mày nói gì đâu. Em có nói gì đâu, tự nhiên đứng ở sau bên kia, bắt đầu em đứng yên trong cái tự nhiên nó kêu cho. Nó nói là em bỏ con người bên kia, trong khi nó hơi nắc tiền. Mỗi ba người ba dù phải thôi. Mấy bà giống chuẩn của mấy bà nói lợi mấy bà. Mấy bà cái miệng mấy bà lanh lảnh lanh lảnh. Mấy bà giống tụt chú Đại Bi. Thôi trời trời. Thì đó mấy bà này kỳ ghê á. Mấy bà nói chuyện đó, mấy bà nói không có nghe. Chị nói tôi có nghe nè. Thế giờ bà giới thiệu tên bà có được nghe không? Mẫu đẹp. Nghe mà nghe đàng hoàng. Trời ơi, bà nói là cái gì vậy? Bây giờ bà đến đây bà chơi với tụi tôi, bà phải kêu số với tụi tôi một con số thật là hay. Quan trọng là phải kêu cho nghe. Bà làm lợi không? Tôi là cô ba già mã đó. Làm lợi tôi không? Nhìn giống con quân đồ vậy. Nhìn giống cái dây xích mà con quân đồ chịu 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 đi chơi vậy nè. Đó là quỳ xuống, mày quỳ xuống coi, làm thử coi. Quỳ gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa quỳ xuống cái gì vậy? Ủa chị, cái gì vậy? Đây, đi chơi. Ủa gì vậy? Ủa? Tự nhiên đang á, tự nhiên đang làm người không làm. Tự nhiên cái mày đeo cái vòng, mày làm con chó luôn. Ê. Tự mày cho đeo thôi. Nói nghe nè, cho con gì nó hát đi, nó thay chị giờ. Đúng rồi, cho tôi hát thôi, chứ đợi lâu quá hả? Bạn hát đi.
chưa? Không sao không sao, dòng sao hết. Cảm ơn Nhi rất là nhiều nha. Rồi bây giờ anh trúng thưởng nó bao, có mình anh về trời, còn ai nữa quý vị? Nếu mà dòng này có một mình anh trúng thì phải nói anh hên dữ lắm luôn á. Dạ thôi mời một khán giả bất kỳ hỗ trợ giùm em chắc lại cho thật sự anh ta chúc giải. Không quý vị ơi, có ai không ạ? À? Có giơ tay được không ạ? À? Rồi cánh tay đó em không thấy dạ. Lên đi, dạ đúng rồi em gái lên đi cưng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh bước ra đây đi con mình anh nè. Anh bước ra anh sáng đi, come out đi anh. Con trời ơi, anh chị coi đôi dép của anh kìa. Trời ơi, trời ơi, thật sự luôn. Trời ơi, anh bữa nào anh cũng mang đến bán là dép nha. Ừ, em đi bán vé là em nổi bật luôn. Sắc trên người anh ấy toàn là những gam dạ quang không. Cam, xanh lá, dạ đỏ. Anh đi ra đường là không ai mà không thấy anh được. Mà phải chắc có lẽ mặt chị nên ở đây hơn. Rồi. Đúng rồi. Ok, bây giờ chị sẽ check lại tài lộc nhanh nha. Đầu tiên là mã số vé nè, mã số một loại nè. Và 4 con triple hàng ngàn thôi. Thiệt sự là trúng giải không nha. Rồi, xin mời chị. Mã số là 1412. 1412, hợp lệ. Số 6. Số 6 có 1. 12. 12 có 2. 38. Có 3. 53. Hợp lệ thưa quý vị. Dạ quý vị ơi, nếu quý vị có thắc mắc thì bước lên sân khấu đối chiếu lại giùm em. Anh vẫn còn và vé vẫn còn ở đây. Nếu không chúng ta sẽ trao tặng phẩm ở vòng loại này đầu tiên luôn. Bữa nay phải nói anh hơn xuất sắc luôn. Quá một mình anh trúng thôi. Đây anh mở ra kiểm tra cho một chị. Dạ. Một chỉ vàng đang kết nối vậy. Ngày dưới thần tài bàn tay. Bàn tay đến, thần tài đến. Thank you. Dạ, đúng chứ anh. Xong vô tay luôn đi anh cho chắc. Dạ rồi, anh giới thiệu sơ anh đến từ đâu và anh tên gì? Đến từ Tân Bình. Tên Liêm. Tên Liêm phải không ạ? Dạ, anh Liêm đến từ Tân Bình. Dạ, chúc mừng anh. Dòng này anh được một chỉ. Anh giữ vé lại nha. Thank you, cảm ơn anh.